nhằm hỗ trợ các cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi đại dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành đề án 295 để các đối tượng này được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, đáp ứng nhu cầu tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tại địa phương. Ngay khi nguồn vốn thuộc đề án 295 được phân bổ, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã kịp thời tận dụng, tập trung giải ngân đến các hộ vay theo đúng quy định. Anh Lê Nhật Linh ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long là một trong những hộ vừa được Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ vay vốn 100 triệu đồng theo đề án 295 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Anh thuộc đối tượng vay vốn để mở rộng việc làm. Với số vốn trên, anh đã đầu tư mua sắm các mặt hàng thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu của người dân tại địa phương. Mua hàng quá dựa thêm đặng phục vụ cho bà con, chứ để người ta lợi lúc mà những cái món hàng như xe lăn hay là những cái món như ghế này kia đâu á, xe đẩy này kia không có thì gia cái lãi suất nó cũng được hỗ trợ, nó thấp. Mình đầu tư tại vì cái hàng này là bán rất là chậm, cho nên nó là mình phải cần cái số vốn nó rẻ vậy đó. Đề án 295 của Ủy ban Nhân dân tỉnh mục tiêu là góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp hàng năm dưới 3%. Tiếp tục duy trì tỷ lệ sử dụng thời gian lao động nông thôn ở mức trên 90%, ngăn ngừa giảm thiểu tối đa thiếu việc làm, lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chính vì thế, quá trình rà soát lập danh sách các đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay vốn, Ngân hàng Chính sách và chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện cho các mô hình sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương tiếp cận nguồn vốn. Ngân hàng Chính sách có hỗ trợ cho tôi vay vốn là được 100 triệu. Lúc tôi chưa vay được thì thật sự là cũng khó khăn. Tuy rằng cái số tiền đó theo như những cái doanh nghiệp lớn thì nó không có là bao, nhưng đối với tôi thì nó cũng là hỗ trợ được cho tôi một số vấn đề, như là tôi mua thêm máy móc để tạo điều kiện thuận lợi để tôi sản xuất. Tôi cũng đồng hành cùng bà con ở đây tạo một cái cơ hội cho bà con có việc làm để kiếm thêm thu nhập. Đến nay, đối với đề án 295, Ngân hàng Chính sách tỉnh đã nhận được nguồn vốn phân bổ 173 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ Trung ương là 145 tỷ đồng, nguồn vốn từ ngân sách địa phương là 28 tỷ đồng. Đến nay, Ngân hàng Chính sách đã giải ngân với tổng dư nợ 172,6 tỷ đồng cho 3.556 lượt khách hàng vay vốn. Qua đó, giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động tại địa phương. Qua kiểm tra thì nhìn chung là các ban ngành đoàn thể địa phương đều đánh giá là cái hiệu quả của rất cao. Các cái hộ được kiểm tra thì sử dụng vốn vay là điều đúng mục đích. Hiện nay đã thu hút được cái lao động tại địa phương, đặc biệt là các cái lao động nhàn rỗi tự tạo việc làm mà duy trì và mở rộng được cái việc làm ở tại địa phương. Nguồn vốn từ đề án 295 của Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ trực tiếp đến các cá nhân, hộ sản xuất kinh doanh, từ đó giúp họ có nguồn vốn với lãi suất vay ưu đãi để an tâm sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm cho lao động địa phương.